Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Đi Review và lại là mình đây. Và ngày hôm nay Sơn sẽ giúp các bạn mở hộp. Bạn đen lắm, bạn gặp tôi là bạn đen lắm rồi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chơi Hay. Và nếu như mà các bạn là một trong những subscriber của kênh YouTube Đi Review thì có lẽ là các bạn đã biết tên mình và có lẽ các bạn đã quen mình từ rất là lâu rồi. Vâng, và mình chính là Ngọc Sơn. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu xuất hiện trên kênh YouTube của Chơi Hay với tư cách là một reviewer mới toanh. Và các bạn có thể gọi mình với một cái biệt danh mới, đó chính là Sơn Super. Và quay lại với chủ đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi đánh giá khả năng chơi game PUBG trên chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro ở đây mình mới mượn được ở bên kênh anh Dương Dê. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào video để mình xem, mình phân tích, đánh giá xem cái khả năng chơi game của nó như thế nào nhé. Rồi ok, và các bạn có thể thấy là chúng ta đang ở giao diện chính của tựa game PUBG Mobile. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau vào phần khám phá cái phần setting ở trong này. Ở đây thì phần đồ họa thì mình ưu tiên là với những cái tựa game yêu cầu đồ họa cấu hình cao như này thì mình sẽ ưu tiên để mức đồ họa là smooth, và thêm vào đó thì cái phần tốc độ khung hình thì mình sẽ để lên extreme. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn muốn có một cái đồ họa đẹp hơn thì các bạn có thể chỉnh ở cái mức đó chính là balance hoặc là HD, hoặc là chiếc máy này thì nó có thể đạt lên được đến HDR, cùng với đó là cái tốc độ khung hình lên đến ultra. Nhưng mà mình ưu tiên là lúc nào mình chơi PUBG cũng phải để cái tốc độ khung hình lên extreme để có được một cái khả năng chơi game mượt mà nhất đối với cả cái tựa game sinh tồn bắn súng như thế này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau solo vào cái map Sanhok đi. Có thể nói thì nếu như mà trong 1 cho đến 2 năm trở lại đây thì với số tiền là 5 cho đến 6 triệu thì cách đây 2 năm chúng ta có thể mua được chiếc Mi A2 với con chip Snapdragon 660 thì gọi là chiếm PUBG cũng ở mức ổn thôi, chứ chưa phải là ok lắm. Còn với tựa game Liên Quân Mobile thì mình thấy Snapdragon 660 nó chiến cũng ok, vẫn cho các bạn có thể chiến ở mức 60fps. Nhưng mà tuy nhiên thì nhìn sang các cái hãng sản xuất khác, ví dụ như là Oppo thì chúng ta có Helio P60 trên chiếc Oppo F9, hay là Samsung thì chúng ta có S6S hay là Note 7 FE thì mình đánh giá những cái hiệu năng đó vẫn chưa có thể đáp ứng được cho cái tựa game PUBG Mobile này. Nhưng trong năm 2019 thì chúng ta đã có một chiếc máy mới, đó chính là Xiaomi Redmi Note 8 Pro, được trang bị một con chip đến từ MediaTek, đó chính là Helio G90T. Và đo điểm số AnTuTu thì các bạn có thể là tham khảo được khá nhiều video rồi, thì con số của nó là tiệm cận 280.000 điểm, gần với cả con chip Snapdragon 845 thì mình thực sự là khá là bất ngờ. Với số tiền chúng ta bỏ ra thì khoảng từ 6 triệu đồng mà chúng ta đã có một cái hiệu năng ấn tượng như vậy, thì trong ngày hôm nay mình sẽ đánh giá thực hư nó xem như nào. Còn về cái khả năng cầm nắm khi mà các bạn chơi game trên chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro này thì mình không có vấn đề gì để phàn nàn về nó cả. Máy cầm rất là đầm. Bên cạnh đó thì chúng ta có một cái kích thước màn hình nó quá ưa lớn đi, 6.5 inch, và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thao tác trên cái màn hình này thoải mái mà không sợ là bấm nhầm nút, đặc biệt là với cái tựa game mà nó có quá nhiều nút như thế này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lên máy bay rồi, và các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái đồ họa nó vẫn rất là ok. Map ở bên dưới vẫn load full luôn, từng cái cây, từng cái ngôi nhà một, và hoàn toàn là không có vấn đề gì với cái màn khởi đầu này cả. Và bây giờ thì mình sẽ chọn cái khu bootcamp để chúng ta bắt đầu tham chiến luôn cái tựa game PUBG Mobile này trên chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ok. Và ở cái phần nhảy dù này thì mình cũng có thể đánh giá được luôn là liệu cái FPS nó có ổn định hay không, bằng cách là chúng ta sẽ tiếp đất xem là chúng ta có tiếp đất được bằng một cách nhẹ nhàng êm ái hay không, hay là chúng ta bị khựng xong rồi cuối cùng là tiếp đất là không được như ý, thế là bạn là có khi là bị mất một nửa bình máu luôn, nó khá là phiền. Ok. Ôi, có khi nhảy ra ngoài đi. Mặc dù là mình là reviewer của kênh Chơi Hay nhưng mà với cái tựa game PUBG Mobile này thì mình không dám nhận mình là chơi hay. Mình chỉ chơi ở mức nó tầm tầm thôi, nó vừa vừa thôi. Đó. Ok.
Ok, và mình cũng đã có khớ khớ đồ rồi. Ở đây chúng ta có cái BZ cộng thêm một khẩu à, cái khẩu gì mà giống AK bắn đắt 7 ấy. M762 sao? Thôi, còn ra làm sao? Ba lô 2 rồi. Máu me là cũng bắt đầu đầy đủ, đạn dược đầy đủ rồi đây. Cứ để bên trong chúng nó bắn nhau chán chê, xong rồi anh em mình vào là hớt váng thôi. Không có vấn đề phải vội vàng ở đây cả, cho nên là mình cũng sẽ cứ vừa lút đồ mình vừa nhận xét về cái chiếc máy này một chút. À, ngoài cái hiệu năng khá là mới đến từ con chip MediaTek, đó chính là Helio G90T trên chiếc máy này, thì mình thấy đầu tiên cái điểm ấn tượng là mình ấn tượng đầu tiên đó chính là về phần tiếp đất. Đó là mình có một cái cảm giác rất là mượt mà, êm ái và hoàn toàn là không có dấu hiệu giật lag ở cái phần đầu tiên đó. Thường thì với những cái chiếc máy ví dụ như là S660 hay là S675 thì khi mà mình tiếp đất như vậy nó vẫn có một cái dấu hiệu giật lag. Nhưng mà với chiếc máy này mình vẫn chưa thấy có một cái dấu hiệu giật lag nào từ đầu game đến giờ. À, thêm vào đó nhận xét giúp các bạn về cái trải nghiệm cầm nắm khi mà chúng ta chơi game. À, rõ ràng là chúng ta chơi game không thể nào mà chúng ta cầm một cái chiếc máy nó quá nhỏ hay là một chiếc máy nó quá có một cái kích cỡ quá lớn dẫn đến mỏi tay, và với kích thước 6,5 inch trên màn hình nhảy thì mình nhận định cho chúng ta một cái trải nghiệm cầm nắm này, một cái không gian thao tác trên màn hình nó rất là tốt, bởi vì là PUBG Mobile thì chúng ta phải bấm rất là nhiều nút mà, cho nên là không thể nào mà có một cái màn hình ví dụ như là iPhone SE là một cái màn hình ví dụ như là 5 inch là mình đã cảm thấy bắt đầu bé bé rồi đấy. Còn đây là chúng ta có một màn hình với 6,5 inch AMOLED. Ok đấy. Cực ngon luôn. Ok. Đó. Còn ngoài ra về cái trọng lượng của máy thì máy nó không quá nhẹ nhưng mà vẫn giúp cho chúng ta có một cái độ đầm tay nhất định, và nó sẽ làm cho chúng ta không bị quá là mỏi trong cái quá trình mà chơi game lâu dài. Có nghĩa là với cái tựa game PUBG này mà bạn nào bắn giỏi thì nó cũng phải chơi đến tầm gần tiếng đồng hồ chứ có phải ít đâu. Thế cho nên là với cái này thì mình với cái chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro này thì mình nhận định là nó là một chiếc máy đáp ứng được về mặt hiệu năng cũng như là về trải nghiệm cầm nắm. Đó là mình còn chưa kể đến là ô đợi đợi mình một chút nhá, mình cần phải tập trung bởi vì mình thấy cái dấu chân nó rất là sát mình rồi, không thể nào mà chủ quan được với cái thành phần mà nhảy bút cam này, là toàn những cái thành phần máu mặt thôi anh em, là hết sức cẩn thận. À ở ngoài này thế, ủa các bạn ơi, lâu lắm rồi mình không chơi PUBG Mobile và lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác là mình đang bị rình rập như thế này, thật sự rất là khủng khiếp. Và các bạn vẫn cứ chú ý ở trên màn hình nhá, chúng ta vẫn không có dấu hiệu giật lag ở đâu, thế mới hay. Cứ bảo là chip MediaTek là bị không ổn định FPS với những cái tựa game yêu cầu đồ họa cấu hình cao, nhưng mà như thế này nó quá ok rồi các bạn ạ. Không thể nào mà đòi hỏi một chiếc máy. Thôi, thật sự là mình có thể chốt lại được ở đây rồi, bởi vì là nói thật với các bạn là mình đã chết ba mạng kể từ lúc làm cái video này, và mình có thể thấy là cái chiếc máy này nó thể hiện PUBG Mobile nó rất là tốt. Còn về cái tựa game Liên Quân Mobile có lẽ là mình không cần phải test thì các bạn cũng biết rồi, 60 fps vẫn giúp cho các bạn chiến ngon lành cái tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro này. Và với số tiền là 5 cho đến 6 triệu đồng thì có lẽ chúng ta không thể nào có một cái option ngon hơn ở thời điểm hiện tại cho chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Và thêm vào đó, trong những cái phần video test game trước thì mình luôn luôn có một cái phần đó chính là đánh giá về cái thời lượng pin hao hụt khi mà mình test một cái tựa game nào đó, nhưng mà vì cái dung lượng pin của chiếc máy này nó lên đến 4.500 mAh, chính vì vậy mà mình cũng hơi chủ quan. Cho nên là mình tự tin khẳng định với các bạn đây là một cái chiếc máy chiến game tốt nhất ở thời điểm hiện tại dành cho các bạn có nhu cầu chơi game đồ họa yêu cầu cấu hình cao, Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay là ARK hay là bất kỳ một cái tựa game nào có trên kho ứng dụng của CH Play thì các bạn có thể an tâm chiến được trên chiếc máy này. Ngoài ra thì mình cũng khám phá được một cái tựa game sinh tồn mới, nó có tên là Recheck. Thì cái tựa game này nó mới chỉ phát triển ở trên iOS mà thôi, chính vì vậy mà mình sẽ sử
dụng chiếc iPhone XS Max để có thể trải nghiệm cái tựa game này trong video sắp tới dành cho các bạn. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau và kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video đánh giá game sau. Bye bye. Chết luôn rồi.